Rồi bài tập acid phosphoric hoặc là P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm thì cơ sở lý thuyết của chúng ta ở đây thì bạn phải biết các cái phương trình phản ứng. Ví dụ như đầu tiên là ta sẽ viết đơn giản nhất, đó là khi cho acid phosphoric này các bạn cộng với natri hydroxit, rồi thì cái phản ứng của chúng ta khi chúng ta cho H3PO4 cho đi 1H cộng để ghép với OH tạo thành nước, thì chúng ta còn lại muối gốc là H2PO4 tạo thành muối natri dihydrophosphat ha, cộng với một nước này. Rồi phương trình thứ hai là khi chúng ta cho axit phosphoric này tác dụng với 3 giờ NaOH, nhưng lúc này ta sẽ cho H3PO4 này cho đi 2H cộng. Đấy, vậy chúng ta sẽ có cái mũi là Na2 này HPO4 cộng với hai nước là cân bằng 2NaOH. Và phương trình thứ ba của chúng ta là chúng ta cho H3PO4 này tác dụng với NaOH và cho axit folic này cho đi 3H cộng. Vậy nó còn là gốc PO4 3 trừ, nghĩa là tạo muối Na3 này P4 natri phosphat và cộng với 3 nước ha. Là cân bằng 3. Bây giờ làm sao chúng ta biết được là khi nào thì tác dụng thể theo phương trình nào và ra muối nào? Thì khi đó các bạn phải lập tỷ lệ ha. Lập tỷ lệ T này bằng số mol của NaOH chia cho số mol của H3PO4. Hoặc nếu đề bài cho nhiều 3 giờ thì là số mol của OH trừ chia cho số mol của H3PO4. Rồi, thì các bạn sẽ có những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, khi mà tỷ lệ T của các bạn lập ra mà nó bằng đúng số 1 này. Đấy, bằng đúng hoặc 1. Thì bạn thấy bằng 1 là gì? Đây, 1 NaOH chỉ cho 1 H3PO4 là số 1, phải không? Như vậy là cái muối của chúng ta tạo ra chỉ là muối Na này, H2PO4, chỉ có muối này là duy nhất thôi. Một phương trình duy nhất là phương trình số 1. Rồi, khi tỷ lệ T chúng ta lập đúng bằng số 2, đúng bằng số 2, người ta thấy đấy này, 2 NaOH chia cho 1 là số 2, thì ra muối natri hydrophosphat thôi. Ta sẽ thu được muối là Na2 này HPO4. Rồi, và một trường hợp nữa đó là khi chúng ta lập tỷ lệ T này đúng bằng số 3, đúng bằng số 3 là vào phương trình 3 đây, chúng ta có 3 NaOH chia cho 1 là ra số 3. Vậy khi đó là tạo muối Na3PO4. Rồi, nhưng mà đôi lúc thì chúng ta sẽ lập cái tỷ lệ ra nó không được làm một cái số là 1 2 3 mà nó là con số không không số lẻ. Ví dụ như khi chúng ta lập tỷ lệ ra 1,5 chẳng hạn, có nghĩa là tỷ lệ T là lớn hơn 1, nhỏ hơn 2, thì đó bạn phải là tạo cả hai muối cùng một lúc. Chúng ta sẽ có muối Na H2PO4 và muối Na2H2PO4 luôn. Rồi, trường hợp tiếp là chúng ta khi lại lập tỷ lệ ra 2,2 chẳng hạn, có nghĩa là lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3, thì khi đó ta sẽ tạo hai muối là Na này 2H2PO4 và muối là Na3PO4. Rồi, nếu tỷ lệ T chúng ta lập mà nó bé hơn 1 thì có nghĩa là khi đó axit phosphoric H3PO4 của chúng ta là bị dư ha. Và muối của chúng ta sẽ là muối Na H2PO4. Rồi, trường hợp cuối cùng, nếu tỷ lệ T của chúng ta mà lớn hơn 3 thì NaOH sẽ bị dư và muối của chúng ta là muối Na3 này PO4. Đó là các trường hợp xảy ra khi cho axit folic tác dụng với NaOH ha. Rồi, nếu đề bài cho
là P2O5 thì khi đó các bạn cũng sẽ đổi ra axit phosphoric được nhé. Nếu đề cho là P2O5 thì các bạn hiểu rằng là P2O5 sẽ cộng nước thôi, và dung dịch thì P2O5 sẽ cộng với nước cho chúng ta axit phosphoric. Đấy, chúng ta đổi về số mol của axit phosphoric ha. Rồi. Tiếp theo, trong một bài số bài toán thì đề bài hay cho là chất tan tạo thành chất tan. Đề không nói rõ chúng ta chất tan này là muối hay là axit dư hay là bazơ dư, thì cái đó các bạn sẽ xét trường hợp một như sau. Trường hợp một, nếu chất tan là muối chất tan là muối đó, thì khi đó các bạn quan sát thấy này, cái số mol muối của chúng ta sẽ luôn bằng số mol của cái phosphor, bằng phosphor. Các bạn thấy là trong cái muối của chúng ta muối nào cũng chứa một phosphor hết đúng không, muối nào cũng có chứa một phosphor này, nên số mol muối sẽ luôn bằng số mol của phosphor đấy. Và khi đó các bạn sẽ bấm được M trung bình của muối. M trung bình của muối. Đấy. Thì cái M trung bình này sẽ là hợp lý. Sẽ là hợp lý khi nào? Hợp lý. Nếu này. Xảy ra hai trường hợp sau. M trung bình của chúng ta lớn hơn và nhỏ hơn. Thì các bạn quan sát thấy cái muối của chúng ta ở đây. Cái muối này là 120 này. Muối này 142 và muối này 164. Đấy, thì cái M trung bình này sẽ hợp lý nếu như nó lớn hơn 120 và nhỏ hơn 142, thì khi đó hai muối của chúng ta sẽ là muối NaH2PO4 và muối Na2HPO4. Trường hợp thứ hai là nếu mà M trung bình muối của chúng ta nó sẽ lớn hơn 142 và nhỏ hơn 164 cũng sẽ là hợp lý, thì khi đó hai muối của chúng ta sẽ là muối Na2HPO4 và Na3PO4. Còn nếu M trung bình sẽ là vô lý. M trung bình này sẽ là vô lý khi sẽ là vô lý. Nếu M trung bình này sẽ là vô lý nếu M trung bình của chúng ta nhỏ hơn 120 hoặc M trung bình của chúng ta lớn hơn 164. À, lớn 164. Thì khi đó các bạn xét, khi đó chúng ta xét, khi đó ta xét hai chất tan là đó, có nghĩa là trường hợp 2 này. Trường hợp 2 thì hai chất tan của chúng ta sẽ là NaOH dư và Na3PO4. Đó. Và trường hợp thứ hai đó là H3PO4 dư và muối là NaH2PO4. Đó, chúng ta sẽ chia các trường hợp như vậy. Nếu như bài toán cho chúng ta đó là cái chất tan tạo thành, chứ đề không có nói là muối hay là gì cả, thì chúng ta xét đầu tiên là muối trước cho nó đơn giản. Muối thì số mol muối là bằng số mol của phosphor này, và tính M trung bình của muối sẽ hợp lý nếu cho hai trường hợp sau. Còn M trung bình muối này sẽ là vô lý nếu M trung bình nhỏ hơn 120 hoặc là M trung bình lớn hơn 124, thì khi đó các bạn xét hai chất tan của chúng ta sẽ là NaOH dư và muối natri phosphat, và H3PO4 dư và muối là natri dihydrophosphat ha. Đó, đó là cơ sở lý thuyết trong cái bài toán của chúng ta.